Vâng, em Mạnh cũng cao, chào các bác này. Các bạn thì chuồng trại rồi rào riếc là em làm ok hết rồi các bạn. Thì hôm nay em sẽ bắt đầu làm lốt đường nước đây là xong rồi các bạn. Đây hệ thống nước này. Hệ thống nước thì đợt trước khó rồi, nhưng mà đợt rồi em đang định đổ đất nên là bỏ đi, tháo đi, là bây giờ lại phải nắp lại, thì là làm lại hệ thống nước để thế nào để cho nó không bị nắng, thì nước nó không bị nóng ấy, để cho con lợn nó uống không bị nóng. Vâng các bạn, sau một tiếng thì em cũng làm xong rồi, đặt chân xong rồi. Giờ tí em đảo vữa để đổ vào chân để cho nó chắc, không là gió là đổ mất. Em đã buộc fit hết rồi. Ok các bạn, bây giờ phải đi ghi ống nối, ống nước để đi mua về để nắp các bạn. Em đang ghi đây.
Ok các bạn, em đã lắp xong hết rồi, đổ xong chân của tép rồi. Đấy. Đây này thì em đào ra để đấu lối lại. Chiều em bắt đầu mới đi mua ống về để nối. Chắc chiều đấu là xong. Ok rồi các bạn. Ok các bác ơi, giờ hôm chiều thì em cũng hoàn thành rồi các bạn. Nắp đường nước rồi, ok rồi. Đấy, ok rồi các bác nhé. Bơm nước nữa là có nước thử xem các đường bú còn hoạt động bình thường không. Vâng các bác, đây là phía sau. Em bắt đầu ok hết rồi. Ok các bạn, nước đã xong rồi, em nắp đường nước lên rồi. Bây giờ
phải đợi một lúc nữa thì nước nó đầy nó mới đẩy xuống ra vòi phun. Để em đi kiểm tra xem. Bây giờ phải giờ đợi đó các bạn. Đấy. Đợi là nó đầy nước thì nó mới có con lợn bú. Bên này không có nước. Hôm nay nó khí nó đẩy. Hoạt động bình thường các bạn. Giờ dậy mấy con lợn rừng này này, bú mới khó là các bác. Đường nước ok rồi. Bây giờ mấy con lợn nó vẫn chưa quen nên chưa biết bú hết. Thì em để nước cho nước nó chảy đấy rồi. Luyện dần vậy. Thì nó mới nên là nó chưa tiếp xúc bao giờ là nó chưa biết uống. Thì em để nó chảy giò giò kìa. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hãy ủng hộ em bằng một đăng ký kênh. Rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người nhá. Em sẽ dừng video tại đây.